sự hồi sinh của viền bezel vật lý, sự nâng cấp và cải tiến về phiên bản phần mềm, màn hình to hơn, sắc nét hơn, thì đó là những tin đồn chúng ta có được từ trước thềm ra mắt sự kiện Galaxy Unpacked 2023. Và trên tay mình hiện tại là Galaxy Watch 6 Classic phiên bản 43mm. Và trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết xem Galaxy Watch 6 Classic có thật sự là một thiết bị các bạn nên cân nhắc trong năm 2023 hay không, và nó có những tính năng gì nổi bật. Thì xin mời các bạn cùng xem video này của mình ha. Một lần nữa xin chào các bạn cùng đến với Thế Giới Đồng Hồ. Chắc chắn rồi, Watch 6 Classic với nhiều tin đồn trước đó là sự hồi sinh về cái viền bezel vật lý. Và đây cũng là điểm mình sẽ đưa lên để khai thác đầu tiên khi nói về thiết kế của dòng Classic trên Galaxy Watch 6 series lần này. Thực sự thì mình không phải là một Sam fan, nhưng phải công nhận một điều là cái viền bezel vật lý làm cho chiếc Galaxy Watch 6 Classic trông cổ điển hơn. Và thực sự thì mình thích cái sự trở lại của dòng Classic này với cái viền bezel vật lý thay vì cái viền cảm ứng nhô cao như ở Galaxy Watch 5 Pro. Không phải mình chê cái viền cảm ứng của Galaxy Watch 5 Pro hay gì đâu, nhưng mà với cái viền bezel vật lý này thì mình có thể dễ dàng điều hướng và sử dụng thiết bị hơn. Thì chia sẻ một chút là với cái viền cảm ứng nhô cao như ở Galaxy Watch 5 Pro trước đó, mình không sử dụng nhiều là mấy, bởi vì mình khó điều hướng và khi mà mình sử dụng thì mình thường là thao tác trên mặt đồng hồ nhiều hơn. Còn với cái viền bezel vật lý trên Galaxy Watch 6 Classic thì dễ dàng sử dụng hơn, và dường như mình sử dụng cái viền này khá thường xuyên luôn. Nếu bạn tò mò về chất liệu của chi tiết này thì nó là từ thép không gỉ. Ngoài ra thì viền bezel còn được làm mỏng hơn 15% so với Galaxy Watch 4 Classic trước đó. Khi sử dụng sẽ mang đến cảm giác mượt, bên cạnh đó việc xoay cũng khá là êm, không có tiếng tách tách quá là lớn. Mình chắc chắn là trong số nhiều bạn chúng ta đã từng sử dụng qua cái viền bezel vật lý trên cái dòng Classic của Samsung thì thật sự không biết cái cơ chế hoạt động của nó đâu. Thì mình sẽ nói qua luôn là cái cơ chế hoạt động của cái viền bezel vật lý này nó sẽ dựa trên cảm biến Hall 3D. Thì cái cảm biến này nó sẽ có tác dụng là phát hiện cái từ tính 500, từ đó kết hợp với thuật toán của đồng hồ để giúp cho đồng hồ có thể điều hướng bằng cái viền bezel này. Vì cái viền bezel nó quá nổi bật đi nên mình buộc phải đưa lên đầu video. Nói đùa một chút chứ thật sự mình thấy cái viền bezel vật lý lần này làm khá là tốt trên Samsung Galaxy Watch 6 bằng Classic. Bên cạnh đó thì sẵn là mình sẽ nói qua luôn về số phiên bản hiện tại của dòng Classic này. Chúng ta sẽ có hai phiên bản tương ứng với hai màu là phiên bản 43 và 47mm. Đồng thời chúng ta với mỗi cái kích thước như vậy chúng ta cũng sẽ có một màu đen và một màu bạc. Không ai khi nói tổng quan ngoại hình lần này mang nét cổ điển hơn nếu so sánh với dòng Classic của Samsung năm ngoái là Watch 5 Pro với màu sắc năng động hiện đại. Tuy nhiên mình thấy có phần hơi tiếc một chút là thay vì vẫn giữ khung viền từ Titanium và mặt kính sapphire như ở Watch 5 Pro, ở dòng Classic lần này chúng ta chỉ có khung viền từ thép không gỉ và phần kính sapphire vẫn được giữ nguyên. Và điều đó cũng dẫn đến khối lượng của dòng Classic năm nay nó có vẻ nặng hơn so với Watch 5 Pro một chút, là phiên bản 43mm mình đang cầm hiện tại là 52g, còn phiên bản 47mm thì nó sẽ nặng là 59g. Còn nếu bằng so lại với khối lượng của Galaxy Watch 5 Pro năm ngoái thì nó chỉ 46.5g thôi. Thật sự phải nói là mặc dù là nó có sự chênh lệch như vậy, khi mà mình đeo thì mình không thấy là Classic nó quá nặng tay đâu, nên là các bạn nữ cũng có thể cân nhắc cái dòng Classic năm nay ha. Nhưng nếu nói về độ bền thì bạn không cần phải quá đắn đo, vì với chất liệu hiện tại mình thấy Watch 6 Classic cũng đủ để cân được nhiều tác động khi tập luyện hay lỡ rơi rớt rồi. Nói như vậy chứ đừng có mua về mang đi drop test thử nha. Thì độ bền chúng ta vẫn giữ tiêu chuẩn như năm ngoái ở bản Watch 5 Pro là tiêu chuẩn quân đội MAL STD 810H. Nhưng mà bỏ cái chụp cũ ra để drop test một cái đồng hồ thì thật sự mình không dám. Các bạn có thể dùng để đi bơi, đi tắm ở những vùng nước nông, sử dụng thao tác rửa tay, đi mưa bình thường. Nhưng mà hạn chế giúp mình là bơi ở những cái hồ nó quá sâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta không nên mang đồng hồ đi lặn nha. Sẵn đây thì mình sẽ nói luôn về mức giá của Galaxy Watch 6 series lần này. Thì với Galaxy Watch 6 bản tiêu chuẩn chỉ từ 6.990.000, còn với phiên bản Galaxy Watch 6 Classic bản 43mm mình đang đeo hiện tại là 8.990.000. Còn chi tiết hơn về các phiên bản khác các bạn có thể xem tại đường link mình sẽ đính kèm ở phần mô tả ha. Quay trở lại với thiết kế thì Galaxy Watch 6 Classic vẫn giữ hai nút bấm vật lý như ở bản tiền nhiệm. Nhưng điểm khá là tinh tế mình thấy được là giữa hai nút bấm này nó sẽ có một cái gờ nhô ra từ khung viền. Chi tiết này mang lại cho mình cảm giác phần cạnh phải của thiết bị trở nên liền mạch hơn. Mặc dù là một chi tiết nhỏ thôi nhưng mình đánh giá khá là cao mức độ hoàn thiện của Galaxy Watch 6 Classic lần này. Bên cạnh trái của đồng hồ sẽ là phần loa, chất lượng loa mình thấy khá to và rõ, âm thanh không bị rè. Thì sẵn nói về loa thì mình sẽ test thử cái âm thanh được thu trực tiếp tại phòng quay luôn cho các bạn. Thì trước đó thì cái tính năng nhạc này các bạn có thể chép nhạc trực tiếp từ điện thoại qua đồng hồ, và với bộ nhớ trong lên đến 16GB thì các bạn có thể lưu trữ được khá là nhiều bài đó ha.
Thì đó, mình đã đồng bộ trước đó một cái bài nhạc để sử dụng khi mà mình tập luyện. Thì các bạn có thể thấy âm thanh nó như mình đã nói, tốt, không bị re, rồi rõ ràng. Quay trở lại với phần nút bấm của chúng ta thì khi mà mình sử dụng, nó mang lại cho mình cảm giác chắc chắn, có độ cứng nhất định và khá là nảy. Phần đế của thiết bị thì mình có tham khảo từ hãng là không phải gốm. Mặc dù có một chút kỳ vọng là phần chất liệu này sẽ từ gốm vì nó sẽ hạn chế các tình trạng dưỡng da tốt hơn, nhưng mà với chất liệu kính thì cũng đã quá tốt rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn được giữ cái kiểu sạc 500 từ tính và vẫn được hỗ trợ sạc nhanh, không chỉ riêng dòng Classic lần này mà còn cả Galaxy Watch 6 bản tiêu chuẩn luôn ha. Điểm khá là hay trên thiết kế cho thấy được Samsung quan tâm người dùng nhiều hơn, họ chú ý đến cái xu hướng tiêu dùng của người dùng nhiều hơn, đó là cái phần lớp. Họ làm cái phần lớp mặc dù là cái kích thước đồng hồ là 43 hay 47mm đối với dòng Classic đi, thì nó vẫn là một kích thước để người dùng có thể tùy chỉnh cái phần dây đeo gắn vào phù hợp với kích thước cổ tay. Lấy một ví dụ điển hình là những cái bạn cổ tay nhỏ mà chúng ta vẫn muốn sử dụng cái phiên bản 47mm thì các bạn có thể chọn cái loại dây ngắn hơn phù hợp với là kích cỡ cổ tay. Thì nó cũng tương tự như với bản thường ha các bạn. Thì đó là một cái điểm mình thấy khá là tinh tế từ nhà Samsung năm nay. Chưa kể thì mình cũng khá là ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của nhiều loại dây đeo mới. Bạn có thể chọn loại dây đeo phù hợp bất kể bạn sử dụng phiên bản 43 hay 47 như mình đã nói lúc nãy. Đầu tiên, cải tiến đáng kể tiếp đó là phần dây chúng ta sẽ có thể dễ dàng tháo lắp hơn chỉ bằng cách nhấn vào thay vì khóa thông minh gạt qua như năm ngoái, gọi là One Click Band ha. Thì dây mình đang sử dụng mặc định khi mua bản Classic là Eco Hybrid. Như mình đã nói lúc nãy, chúng ta sẽ có đa dạng lựa chọn về dây đeo thì mình có thể mua thêm một số loại dây đeo khác phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân hoặc là bạn cũng vậy, chẳng hạn như dây vải siêu nhẹ, dây thể thao, dây mạo hiểm, vân vân. Nếu như bạn thích cái kiểu dây từ tính như ở Galaxy Watch 5 Pro năm ngoái, có thể cân nhắc dây da khóa D từ tính Hybrid. Tổng quan thì mình thấy thiết kế của Watch 6 Classic lần này khá là đa dụng, đặc biệt cái nét cổ điển tinh tế không kém phần tôn tai người dùng khi đeo, có thể nói khá là tương đồng với thiết kế của Watch 4 Classic trước đó, nhưng vẫn đi kèm với những cải tiến để cập nhật xu hướng hiện tại của người dùng. Màn hình sẽ có viền đen mỏng hơn 30% và viền xoay bezel mỏng hơn 15% như mình đã có đề cập bên trên. Các chi tiết này giúp gia tăng độ hoàn hảo của thiết kế khung tròn đặc trưng. Nếu bạn nói là nhìn tổng quan về thiết kế của dòng Classic năm nay không khác nhiều so với dòng Classic của Watch 4 series trước đó thì mình cũng đồng ý với bạn thôi. Nhưng mà thật sự dưới góc độ là một người trải nghiệm, một người dùng thì mình thấy Samsung năm nay thật sự đã rất là tinh tế. Họ quan tâm người dùng nhiều hơn và họ nắm bắt, trong marketing người ta gọi là insight á, họ đã nắm bắt được insight của khách hàng. Như vậy họ đưa những cái chi tiết như phần lớp này nè, không thay đổi kích thước. Rồi cái viền bezel nó cũng mỏng hơn, xoay êm hơn, mượt hơn. Thì đó là những cái chi tiết nhỏ thể hiện sự quan tâm từ phía Samsung đối với người dùng. Khen thì nhiều rồi nhưng mà có một chi tiết thật sự mình chưa ưng lắm, đó là cái viền bezel nó hơi nhô cao. Mặc dù mình biết là cái chi tiết này nó sẽ giúp cho bạn có thể bảo vệ cái mặt kính đồng hồ tốt hơn, nhưng mà cá nhân mình thấy nó chưa quá là phù hợp với lại cái mắt thẩm mỹ của mình thôi. Dù có là mặt kính sapphire thì cũng chớ nên ý. Trong trường hợp kỹ tính thì bạn có thể cân nhắc dán màn hình chống trầy luôn. Còn theo mình cứ để không như vậy, dùng để có một cái trải nghiệm hình ảnh tốt nhất. Một trong số những cải tiến là màn hình của Watch 6 Classic sẽ có kích thước lớn nhất từ trước đến giờ. Bản 43mm của mình hiện tại là 1.3 inch, còn với bản 47mm là gần 1.5 inch. Bản Watch 5 Pro năm ngoái chỉ có 1.4 inch thôi hả các bạn. Chưa kể thì với trang bị màn hình Super AMOLED độc quyền từ trước đến nay của Samsung, cùng độ phân giải là 432x432 pixel ở bản 43mm mình đang dùng, còn bản 47mm sẽ là 480x480 pixel hả các bạn, thì chất lượng hiển thị trên thiết bị sẽ không có gì để chơi cả. Sắc nét, màu sắc sống động. Tuy nhiên thì có thể một số bạn chúng ta sẽ cảm thấy cái phần hiển thị trên đồng hồ sẽ đôi phần rực rỡ hơn so với thực tế một chút. Lý do là từ màn Super AMOLED ha. Chưa kể thiết bị được hỗ trợ độ sáng lên đến 2000 nits. Như vậy bạn có thể sử dụng thiết bị để theo dõi tập luyện dưới trời nắng hoặc là xem rõ các thông tin từ đồng hồ khi trời nắng gắt luôn. Nếu xét về mặt tiện ích thì bạn cũng có thể sử dụng những tiện ích ở mặt đồng hồ như là che màn hình để tắt, chạm màn hình để sáng hay là Always On Display để xem giờ khá là tiện. Thì đối với một số cái mặt đồng hồ, chế độ Always On Display này sẽ giảm sáng màn hình. Chẳng hạn như màn hình cá nhân mình đang dùng đi, khi mình dùng mình thấy nó đổi sang chế độ AOD thì sẽ giảm sáng đi. Và điểm hay của cái mặt đồng hồ cá nhân lần này nó sẽ bao gồm cả các tiện ích để mình có thể sử dụng và có thể tùy chỉnh bố cục theo sở thích luôn, nên cá nhân mình thấy khá là mới mẻ. Lý do là từ sự nâng cấp cái phiên bản phần mềm lên One UI Watch 5 của Samsung được tùy biến dựa trên Wear OS 4. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều cái tiện ích về cũng như là trải nghiệm trên Galaxy Watch 6 Classic sẽ đôi phần mượt mà hơn so với phiên bản tiền nhiệm là Galaxy Watch 5 series trước đó. Bên cạnh mặt đồng hồ cá nhân được tùy chỉnh mới mẻ như vậy, chúng ta cũng sẽ có nhiều mặt đồng hồ khác nữa. Mình có thể thay đổi liên tục để phù hợp cũng như là đồng thời đa dạng hóa trải nghiệm của mình. Điển hình là mặt đồng hồ giấc ngủ, mình đôi khi dùng để theo dõi trực quan hơn cái dữ liệu giấc ngủ của mình.
Chưa kể phần trung tâm mặt đồng hồ này nó cũng sẽ hiển thị cái linh thú của bạn luôn. Chi tiết hơn mình sẽ nói ở cái phần theo dõi giấc ngủ bên dưới nha. Ngoài ra thì mình cũng có tải nhạc offline như mình đã có nói các bạn trước đó, thì kết hợp với tai nghe Bluetooth để mình tập luyện thì mình thấy khá là tiện. Quyết định của Samsung Watch thật sự không làm mình thất vọng. Với cái quyết định của Google Maps thì mình có thêm vị trí chỗ ở cũng như là công ty để tiện sử dụng khi đi đến những quận khác. Tiện ích mà mình dùng nhiều nhất chắc là cái Google Maps này luôn á, vì có thể theo dõi được điều hướng tưởng dụng mà không cần phải sử dụng điện thoại. Mình thấy khá là tiện. Và mình cũng mù đường nữa nên mình dùng khá là nhiều. Cộng với cái viền bezel xoay vật lý lần này, việc thu phóng bản đồ mình thấy rất là dễ dàng, khá là dễ sử dụng. Chưa kể tới mỗi lần điều hướng thiết bị cũng sẽ rung lên để cảnh báo mình. Thì ở Galaxy Watch 5 series trước đó chúng ta cũng có Google Maps rồi, nên là ở dòng Galaxy này nó không phải là cái gì mới mẻ đâu. Nhưng mà cái tiện ích cái viền bezel vật lý nó giúp cho việc sử dụng cái Google Maps nó trở nên dễ dàng, tiện lợi hơn. Một tiện ích nữa đó là camera controller. Thì có một lưu ý nhỏ dành cho những bạn TikToker hay đơn giản là thích chụp hình, thì có thể sử dụng tính năng điều khiển chụp ảnh này trên điện thoại từ xa. Và lưu ý giúp mình là chúng ta chỉ sử dụng được trên những dòng Samsung cao cấp như là dòng S, dòng Note, dòng Z chạy One UI 5.1 trở lên có hỗ trợ camera controller hay là điều khiển chụp ảnh từ xa. Nói dễ hiểu thì chỉ hỗ trợ trên những dòng điện thoại cao cấp của Samsung. Như mình đang dùng Z Flip 4 để sử dụng tính năng này, chắc dùng tính năng này cũng nhiều ngang ngửa sau cái Google Maps đó. Tiếp theo về khả năng theo dõi sức khỏe thì Samsung đã đưa cái sự cá nhân hóa sâu hơn vào tính năng giấc ngủ và theo dõi nhịp tim ở dòng Galaxy Watch 6 series lần này. Về phần giấc ngủ mình thấy thời gian ghi lại chính xác, phân ra các giai đoạn khi ngủ để bạn theo dõi. Bên cạnh đó là khả năng theo dõi phần oxy trong máu, nhịp tim hay cả tiếng ngáy. Sleep coaching này đã quá quen thuộc với những người đã dùng Galaxy Watch 5 series trước đó rồi. Khác với Watch 5 series trước đó, mặc dù được trang bị temperature sensor, nhưng mà Watch 5 series không ghi lại dữ liệu nhiệt độ da khi các bạn ngủ. Nhưng mà ở Watch 6 Classic hay là Watch 6 series lần này, chúng ta sẽ có cái phần dữ liệu đó. Sự cá nhân hóa mình đề cập ở tính năng giấc ngủ này là Galaxy Watch 6 Classic hay là Galaxy Watch 6 series sẽ có cái tính năng giấc ngủ nhất quán thể hiện mức độ ổn định trong thời gian ngủ và thức của người dùng, và cái biểu tượng linh vật giấc ngủ cũng sẽ đại diện cho từng phong cách ngủ. Có một lưu ý nhỏ khi mà mình dùng là cần phải đeo đồng hồ để theo dõi giấc ngủ liên tục trong 7 ngày, thì lúc này thuật toán của đồng hồ mới gợi ý cho bạn là bạn kiểu ngủ nào, linh vật nào đại diện cho bạn. Và sẵn đây thì mình sẽ khoe luôn với các bạn về linh thú mà mình đã có được sau khi ngủ đủ 7 ngày. Đó là con hươu nha các bạn. Thì bên cạnh đó trong ứng dụng Samsung Health nó cũng sẽ có cho mình một cái kế hoạch để giúp mình có được một cái giấc ngủ chất lượng hơn. Theo như Samsung thì khi bạn bật chế độ ngủ cho đồng hồ và điện thoại, bên cạnh tắt tiếng thông báo làm mờ màn hình nền, đồng hồ thậm chí kích hoạt đèn LED hồng ngoại cảm biến ẩn khi cần hiển thị thông báo thông tin có giá trị sức khỏe để không gây khó chịu bởi thay đổi ánh sáng đột ngột. Thì cái sự cá nhân hóa tiếp theo mà Samsung đưa vào đó là cá nhân hóa vùng nhịp tim, phân tích cái khả năng thể chất của từng người và xác định 5 mức chạy tối ưu giúp người dùng có thể đạt được mục tiêu theo khả năng, từ đốt cháy chất béo đến tập luyện ở cường độ cao. Về phần bài tập lần này trên dòng Classic thì không tạo được ấn tượng với mình lắm. Có thể thấy là cũng có một số cái tiện ích như là lật cổ tay 2 lần để mở nhanh cái tính năng bài tập. Nhưng mà cái việc lược bỏ hai tính năng quan trọng là GPS True hay là GPS Trackback cũng làm nhiều bạn chúng ta quay xe chọn cái phiên bản Galaxy Watch 5 rồi trước đó. Với một người hay đi bộ, chạy bộ nhiều thì mình thấy hai tính năng đó thật sự rất là hữu dụng. Nhưng mà nếu bạn không thường xuyên đi bộ hay là chạy bộ như mình thì cũng không cần quan trọng hóa hai tính năng này. Ngoài ra thì đồng hồ cũng hỗ trợ lên đến 95 bài tập khác nhau để bạn có thể tùy chọn theo kế hoạch của mình, kèm theo những tùy chỉnh trong ứng dụng Samsung Health để giúp việc theo dõi sức khỏe trở nên dễ dàng. Nhìn chung thì Galaxy Watch 6 Classic vẫn giữ những tính năng như là phân tích thành phần cơ thể BAA hay đo điện tâm đồ ECG, huyết áp. Lưu ý là bạn cần phải sử dụng điện thoại Samsung thì mới có thể sử dụng được những tính năng theo dõi sức khỏe này thông qua ứng dụng Samsung Health Monitor có thể tải được trên Galaxy Store. Một số bộ môn khi mình tập luyện bao gồm cả cầu lông thì phần dữ liệu sức khỏe bao gồm vùng nhịp tim lúc tập luyện bên cạnh cái phần calo tiêu thụ. Rồi khi mình kết thúc bài tập thì có đánh thêm một hai set nữa, đồng hồ tự nhận diện mình đang hoạt động và tự động ghi lại dữ liệu. Sau đó thì mình có tắt đi thì đồng hồ tự hiểu là mình không cần ghi dữ liệu nữa nên không tự kích hoạt bài tập. Bên cạnh đó thì việc mình đeo thiết bị để theo dõi hoạt động khi đi bộ, chạy bộ thì lúc mình so sánh với máy đo y tế không có sự chênh lệch nhiều, sai số dao động từ khoảng 1 đến 2 đơn vị thôi. Thực tế mình đo cả nhịp tim và SpO2 lúc bình thường, không tập luyện thì dữ liệu cho ra không sai lệch với máy đo y tế. Mặt khác, quãng đường ghi lại bởi đồng hồ khi tập luyện không xảy ra tình trạng là bị zích zắc hay là bị rối, đường vẽ lại không bị gấp khúc hay lệch khỏi đường chạy chính của mình. Mình thấy có một số bạn comment thắc mắc về cái vấn đề loa đặt ở cạnh trái đồng hồ, thì khi tập luyện mồ hôi ra nó có làm ảnh hưởng đến chất lượng loa hay không. Thì khi mình tập luyện mình thấy không ảnh hưởng nhiều, bởi vì khi mà cái thông báo từ đồng hồ ra nó vẫn nghe rõ ràng. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng cái tính năng thoát nước ở phần trung tâm điều khiển. Nếu như bạn ra mồ hôi quá nhiều và cảm thấy là mồ hôi chảy vào phần loa đồng hồ, hoặc là khi mà bạn mang đồng hồ đi bơi chẳng hạn.
Với những bạn nào chúng ta có sử dụng Strava để theo dõi và đồng bộ dữ liệu tập luyện, thì trên đồng hồ chúng ta cũng sẽ có một cái ứng dụng riêng biệt, các bạn có thể dùng ứng dụng đó để theo dõi tập luyện luôn. Tiếp tục thì mình sẽ nói về khả năng thông báo. Mình thấy đồng hồ có thể hỗ trợ nhận nhiều thông báo từ các ứng dụng khác nhau trên điện thoại. Chưa kể với cuộc gọi hay tin nhắn, đồng hồ đều rung lên để nhắc nhở bạn. Trường hợp bạn bật loa thì cũng sẽ có nhạc chuông đồng hồ luôn. Như cuộc gọi từ SIM thì có thể đàm thoại đồng hồ và thao tác cuộc gọi trực tiếp trên đó. Thêm nữa là bạn có thể trả lời tin nhắn nhanh đã soạn sẵn trước đó. Ngoài ra thì với các cuộc gọi từ nền tảng thứ ba như là Messenger, Line thì chỉ có thông báo cho phép bạn từ chối thôi chứ không thể nào đàm thoại được. Chưa kể thì phần logo ứng dụng cũng hiển thị khá đẹp và rõ nữa. Tiện ích khi mình dùng để trả lời cuộc gọi nhanh hơn khi chạy xe ngoài đường là lắc cánh tay 2 lần cùng gập khuỷu tay để trả lời cuộc gọi, hoặc xoay 2 lần theo chiều kim đồng hồ để bỏ qua chuông báo hoặc là từ chối cuộc gọi. Thì đây là hai trong số những mẹo mình thấy khá là tiện khi đi đường, có một tay mà vẫn thao tác với cuộc gọi được. Về phần tin nhắn thì cả mặc định hay ở ứng dụng thứ ba đều có thể thao tác cũng như là trả lời nhanh. Bên cạnh đó, phần nội dung sẽ đủ, không bị rơi hàng, không bị lỗi phong, các icon hiển thị đầy đủ cho bạn, có hiển thị cả hình ảnh luôn. Trong trường hợp bạn mua đồng hồ cho người thân là bố mẹ thì có thể thiết lập phần phông chữ to hơn để họ có thể dễ dàng xem các tin nhắn, cuộc gọi, thông báo này kia. Bên cạnh đó thì cái việc Galaxy Watch 6 vẫn được trang bị cái tính năng là SOS khẩn cấp rồi phát hiện té ngã. Thì nếu bạn mua dành cho phụ huynh, bạn có thể cài đặt số điện thoại của mình vào liên hệ khẩn cấp. Và phần cuối cùng mình đánh giá cho chiếc Galaxy Watch 6 Classic này sẽ là phần thời lượng pin. Trước đó thì mình có kỳ vọng là cái viên pin trên dòng Watch 6 series nó sẽ lớn hơn một chút so với phiên bản là Galaxy Watch 5 trước đó. Tuy nhiên thì với bản 43 Classic mình đang đeo hiện tại thì nó có dung lượng pin là 300 mAh. Còn với bản 47mm nó sẽ có dung lượng pin là 425 mAh. Thì thật sự cái thời lượng pin nó không cải thiện cũng như là nó cách biệt quá là nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Theo thông số hãng, khi bạn sạc đầy thì có thể sử dụng lên đến 40 giờ nếu như bạn không sử dụng chế độ Always On Display. Còn trong trường hợp bạn sử dụng Always On Display thì có thể sử dụng lên đến 30 giờ. Nhưng thực tế, thời gian mình dùng được khoảng hơn nửa ngày nếu dùng với cường độ cao và bật chế độ Always On Display. Khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 7 là 100% pin, cho đến 3 giờ chiều ngày 1 tháng 8 là còn 2% pin. Khi mình sạc thì cũng có ghi lại thời gian sạc, thì thời gian sạc khoảng 1 tiếng rưỡi. Thời điểm mình sạc là 15 giờ 19 phút với dung lượng pin là 13%, đến 4 giờ 40 phút là 100% pin. Sau nhiều lần mình trải nghiệm và test thử thì mình thấy thời lượng pin nếu như bật chế độ Always On Display và theo dõi các hoạt động thể chất cũng như là thông báo thì có thể dùng hơn nửa ngày một chút. Còn trong trường hợp bạn không bật chế độ Always On Display thì có thể sử dụng gần một ngày, thậm chí là hơn một ngày một chút. Vậy nên nếu có điều kiện thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư nâng cấp lên cái phiên bản 47mm luôn. Thì với cái phiên bản 47mm dòng Classic, chúng ta sẽ có dung lượng pin lớn hơn là 425mAh. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thời lượng sử dụng chiếc đồng hồ lâu hơn. Sau cùng thì mình sẽ tổng kết lại về Galaxy Watch 6 Classic sau những trải nghiệm và đánh giá của mình. Thiết kế được Samsung hồi sinh với viền bezel vật lý, với những cải tiến và nâng cấp giúp trải nghiệm của người dùng mượt mà hơn. Tiếp đến thì phần chất liệu mang đến cho thiết bị một độ bền và sự cứng cáp nhất định, song thiết kế vẫn giữ được nét cổ điển vốn có của dòng Classic đã ra mắt trước đó. Tinh chỉnh những chi tiết mang đến cho thiết bị một vẻ ngoài hiện đại và tao nhã. Samsung cũng đã rất tinh tế khi đã hiểu người dùng của mình hơn. Họ làm phần lớp chỉ có một kích thước cho cả bản 47 lẫn 43mm để giúp người dùng có thể chọn theo sở thích và có một cái kho đa dạng dây đeo để họ linh hoạt thay đổi. Tính năng không thay đổi quá nhiều, riêng về phần mềm được nâng cấp lên phiên bản One UI Watch 5 sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ hơn so với cái phiên bản phần mềm của Galaxy Watch 5 series trước đó. Phần theo dõi sức khỏe đầy đủ, đi kèm với đó là Samsung đang dần đưa những sự cá nhân hóa chuyên sâu hơn trong việc theo dõi sức khỏe người dùng, điển hình là phần giấc ngủ và nhịp tim. Thông báo tương đối đầy đủ, sử dụng được đa dạng các ứng dụng và nội dung khá là rõ ràng, chi tiết. Tuy nhiên thì thời lượng pin trên bản 43mm mình đang dùng thì chỉ lên quanh khoảng nửa ngày. Nếu có điều kiện như mình đã nói, hãy cố gắng nâng cấp lên bản 47mm để có thời lượng pin sử dụng lâu hơn. Và đó là những đánh giá chi tiết của mình về Galaxy Watch 6 Classic năm nay. Bạn có ý kiến gì về flagship smartwatch của Samsung? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên cho video này một like cũng như là một subscribe cho kênh nha. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.